Xin chào các bạn, ở trên iOS 9, Apple bổ sung một cái tính năng gọi là Picture in Picture để cho phép chúng ta xem những cái đoạn video dưới dạng thu nhỏ. Bạn có thể thu nhỏ thành một góc như thế này, rồi sau đó bạn có thể vừa xem video, vừa làm việc khác, như vừa xem phim, vừa chat với bạn gái, hay là vừa xem phim, vừa làm việc gì đó. Nhưng mà vấn đề là cái ứng dụng YouTube mặc định ở trên iOS, ứng dụng YouTube của Google trên iOS thì nó không có cái chế độ Picture in Picture cho chúng ta. Vậy thì là phải làm sao để có thể xem được video YouTube mà dạng Picture in Picture? Thì ở đây mình sẽ trình diễn cho các bạn. Mình đã viết một cái trang web tên là vietvac.net/youtube. Trong bài viết mình có đính link. Thì cái chức năng, cái trang web này rất là đơn giản. Bạn dán cái link YouTube mà bạn muốn xem, sau đó các bạn nhấn cái nút tạo video này thì nó sẽ ra cái video nhúng vào trang web cho các bạn. Thì mình lợi dụng cái chức năng nhúng vào trang web đó để mà mình kích hoạt cái chế độ Picture in Picture. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem thử ha. Đây là cái ứng dụng YouTube. Thì ví dụ như mình chọn vào cái video này đi, thì bạn thấy là không có cái chỗ nào để mà mình có thể nhúng cái video hết. Mình chọn một cái khác nó có chuyển động đi, ví dụ như video này đó, bạn thấy là không có cái chỗ nào để mình kích hoạt hết. Bây giờ cái cách đơn giản đó là bạn có thể nhấn vào cái nút share của YouTube nè, các bạn nhấn sao chép liên kết, sau đó các bạn qua lại ở bên trình duyệt cái trang web của mình thì các bạn dán nó xuống đó, rồi các bạn nhấn nút tạo video. Thì bây giờ cái video nó xuất hiện ở đây rồi, bạn play nó. Rồi bây giờ cái nút Picture in Picture nó xuất hiện ở đây nè, thì bạn nhấn vào, đó, thấy không? Rất là tuyệt vời. Rồi cái web của mình chỉ đơn giản vậy thôi, sau đó bạn có thể vừa mở Facebook, vừa xem video hay gì đó. Một cách chữa cháy bằng cách tận dụng Safari. Thì để truy cập nhanh hơn thì bạn có thể lưu cái trang web này vào home screen hoặc là bookmark gì đó. Thì như các bạn lưu vào home screen thì nó sẽ có cái icon mình đã thiết lập rồi. Nè, các bạn nhấn vào thêm vào home screen. Rồi, thêm. Thì bây giờ icon nó xuất hiện đây. Cứ mỗi lần mà bạn cần xem YouTube á, thì bạn cứ copy link rồi bạn mở cái nút này ra là nó sẽ load đúng cái trang web của mình. Rồi các bạn dán link vào là xong. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.